Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng đến với S Channel. Trong thế giới hiện nay thì smartphone đang dần dần trở thành một công cụ mà có thể coi là tất cả trong một. Ví dụ như là thay vì phải ra rạp chiếu phim để xem phim hay là phải sử dụng máy tính để gửi mail thì chỉ với một chiếc điện thoại thông minh thôi, chúng ta có thể thực hiện được tất cả nhu cầu trên. Như vậy có thể nói là điện thoại càng ngày càng hiện đại. Mà hiện đại thì chắc là sửa nó cũng mất công hơn. Thế nên là đợt trước điện thoại mình hỏng mỗi cái cổng sạc thôi mà sửa mất gần tuần, lâu vốn. Nhưng mà không sao, trong cái rủi có cái xui, sau cơn mưa thì trời lại bão. Trong một tuần đó thì thay vì sử dụng một chiếc smartphone thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm một chiếc điện thoại không được thông minh cho lắm. Và mình đã có rất nhiều trải nghiệm hay ho. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cảm nhận của mình khi được quay trở về quá khứ. Chiếc điện thoại mình sử dụng đó là chiếc Samsung C3520. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đánh giá nhanh về thiết kế. Chiếc Samsung C3520 có thiết kế giống như một con sò, sở hữu một màu hồng đậm, hơi ánh tím, được trang trí bởi những hoa văn đậm chất chim cò. Máy được làm từ nhựa nguyên khối, nhìn rất chảnh và sang trọng. Các đường nét được bo tròn, tạo cảm giác thân thiện với người sử dụng. Tuy nhiên thì dưới góc nhìn của một nhà sinh lý học như tôi thì những đường nét bo tròn này giúp cho giảm lực cản của không khí khi mà được ném đi, giúp tăng sát thương đến mức đáng kể. Đúng như các cụ đã nói, ném chó chó chết. Nhìn chung, đây là một thiết kế thân thiện với loài người nhưng là ác mộng với loài chó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các chi tiết. Mặt trước ta có tên của nhà sản xuất Samsung. Bên phải là jack cắm tai nghe 2,5mm, cổng cắm thẻ nhớ mở rộng và cổng micro USB. Phía sau ta có camera chính có độ phân giải 13:10 megapixel, có khả năng tự động lấy nét, quay phim suýt HD 320p. Máy có một màn hình 2,5 inch, độ phân giải LCD, tức là độ phân giải nhìn cũng được. Các bạn có thể thấy khả năng hiển thị là rất tốt, các màu sắc được thể hiện cực kỳ chính xác. Với màn hình này thì thể hiện ngoài trời thì vô cùng rõ ràng và chi tiết. Ở phía dưới là bàn phím T9 huyền thoại. Các nút thường thì sẽ được làm từ cao su chống rỉ, còn các phím điều hướng được làm từ kim loại đàn hồi tốt, bấm rất thích tay. Mở nắp lưng lên thì ta có một viên pin với dung lượng 800mAh, có thời gian chờ ấn tượng là 810 tiếng và đàm thoại có thể lên đến 9 tiếng 10 phút. Với một thiết kế như thế này thì chất lượng đàm thoại sẽ được tăng lên đáng kể khi mà loa đàm thoại sẽ được đặt đúng ở tai, còn mic thoại sẽ nằm ở vị trí quanh miệng của chúng ta. Nó có thể gập vào để giảm kích thước, không bị khó chịu khi cho vào túi quần như các Fablet. Và hơn nữa, khi tất cả mọi người xung quanh đều nghe điện thoại bằng cách gạt gạt thì một mình chúng ta sẽ bật ra như thế này, trông không khác gì một siêu nhân gao, và thậm chí là còn gao hồng cơ, chưa xuất hiện trong phim bao giờ. Mình xin điểm qua một chút về cấu hình. Máy sẽ sử dụng bộ vi xử lý tiền thân của Qualcomm Snapdragon, đó là bộ vi xử lý Quất Lâm Snapdog, xung nhịp vài MHz. Máy không có bộ nhớ RAM do Samsung muốn người sử dụng tập trung vào từng thứ một nên không hỗ trợ làm đa nhiệm. Có bộ nhớ trong là 28MB, có thể mở rộng lên đến 16GB. Về phần mềm, máy sử dụng hệ điều hành của hãng thời đó là Samsung Extraordinary Extreme, gọi tắt là SEX. Máy hỗ trợ kết nối 3G, tức là hỗ trợ GPRS, GPRS và GPRS, và đồng thời sở hữu kết nối Bluetooth 2.1. Như vậy, về thiết kế, các bạn có thể thấy nó không hề thua kém bất cứ một flagship nào cả. Vậy về hiệu năng và trải nghiệm người dùng thì sao? Mình khẳng định là Samsung C3520 không thua bất cứ một chiếc smartphone nào hết, kể cả là người anh em S6 của nó, và thậm chí đôi khi là còn vượt. Cá nhân mình thấy chiếc điện thoại này nổi trội ở mấy điểm sau. Thứ nhất là thời lượng pin, khác hẳn với chiếc smartphone mình đang sử dụng. Với chiếc C3520 này, mình không bao giờ phải lo lắng về vấn đề pin. Với mức sử dụng là nghe gọi, nhắn tin, chơi game và nghe nhạc liên tục thì máy có thể trụ vững những 2 ngày. Và nếu sử dụng ít đi thì có thể giữ mức là 5 ngày sạc một lần. Quá là khủng khiếp, kể cả chế độ siêu tiết kiệm pin ở một số máy cũng không thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Có thể khẳng định Samsung đã tối ưu hóa được hệ điều hành và tiết kiệm pin ở mức siêu xuất sắc. Thứ hai là hiệu năng của máy. Khi sử dụng chiếc Not Very Smartphone này thì khái niệm giật và lag sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của bạn. Đâu hết pin à? Vừa tháo pin ra rồi. Đúng rồi, quên. Thứ hai là hiệu năng của máy. Khi sử dụng chiếc Not Very Smartphone này, khái niệm giật và lag sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của bạn. Nhờ hệ điều hành SEX, các tính năng sẽ được tối ưu hóa, chạy rất mượt, có thể dùng hàng tháng trời không cần reset mà máy vẫn thực hiện các yêu cầu như là nghe nhạc, lướt web, chơi game mà không có một dấu hiệu trễ nào cả. Các bạn có thể thấy là mình đang chơi game rất là nặng như là Asphalt 6 để mắc cấu hình, những khúc cua hay là những khúc mà bật nitro lên thì không hề bị giật và lag tí nào. Thứ ba là về giải trí, máy có trình chơi nhạc MP3 chất lượng cao, có thể truy cập vào Internet và một số các mạng xã hội nổi tiếng như là Facebook hay Twitter, không hề thua kém những chiếc smartphone cao cấp hiện nay. Và có một cái mình rất thích ở chiếc điện thoại này, đó là hệ thống loa ngoài của nó. Công nghệ này có tên là Bùm Sao, tiền thân của Boom Sao của HTC. Nó có thể cho âm thanh vô cùng chân thực, và bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn xem. Các bạn thấy chưa? Âm thanh vô cùng hay và thật, chất lượng vô cùng tuyệt hảo, nắng cực. Và cuối cùng là tính năng kết nối.
Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao một chiếc điện thoại không hỗ trợ kết nối Wi-Fi 3G mà mình lại đánh giá là kết nối tốt hơn những chiếc điện thoại hiện nay. Mình không nói về kết nối mạng, khi những chiếc smartphone hiện nay càng ngày càng hiện đại, càng đáp ứng được nhiều nhu cầu của người sử dụng, thì đó cũng là lúc chúng ta dần dần chỉ biết cắm mắt vào chiếc điện thoại của mình mà không để ý những thứ xung quanh. Cái điều này thì vô cùng dễ hiểu, tất cả những gì bạn cần thì điện thoại bây giờ có thể đáp ứng được hết. Giải trí thì có thể nghe nhạc, xem phim, nói chuyện với bạn bè thì có thể gọi điện, nhắn tin hay lên Facebook. Lên mạng xem tin tức thì cũng có Chrome rồi B-Chrome. Trong một tuần sử dụng chiếc máy này, mình đã nhận ra là mình phụ thuộc vào công nghệ như thế nào. Những ngày đầu tiên thì vô cùng khó chịu vì không thể check mail hay là check Facebook xem thế giới mạng nó như thế nào. Nhưng mà nhờ có như thế mà mình có những buổi đi cà phê nói chuyện thực sự với bạn bè. Những cảnh tượng 10 bạn bước vào quán cà phê vừa ngồi xuống thì đã có 10 chiếc smartphone được mở ra có lẽ đã không còn quá xa lạ. Nhưng hãy tưởng tượng tất cả chúng ta đều sử dụng chiếc điện thoại này. 10 chiếc smartphone sẽ được thay thế bằng 10 câu chuyện. Chúng ta sẽ có cơ hội để trải lòng mình, kể cho bạn bè nghe những chuyện vui mình đang có, những chuyện buồn và khó khăn mình đang mắc phải. Chúng ta sẽ có được sự lắng nghe và cảm thông thật lòng, chứ không phải là những cái like và comment lạnh lùng trên Facebook. Vậy các bạn hãy thử thay thế chiếc smartphone của mình bằng những chiếc điện thoại như thế này và sử dụng trong vòng một tuần. Sau đó hãy xem mình có cảm nhận và trải nghiệm như thế nào. Và các bạn hãy chia sẻ ở phần comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chia sẻ của mình. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. Audio Jungle.